Xin chào mọi người, hôm nay cùng mình vào bếp làm một món có thể ăn dùng làm canh hoặc là ăn với bún hoặc là với miếng nha. Nên là gà nấu măng rừng. Mình sẽ dùng 1/4 con gà, mình dùng cái phần đùi. Và măng rừng thì mình sẽ dùng 100g. Các bạn sẽ lựa những cái chỗ bán uy tín để cho măng nó sẽ non, ăn nó sẽ ngon ngọt hơn. Măng già thì nó sẽ bị dai hơn nha. Bây giờ măng này mình sẽ đi ngâm nước và rửa sạch. Ngâm thì nó sẽ đổ ra nhiều nữa, nên thành ra là các bạn lựa để một phần vừa thôi. Các bạn còn ngâm ra nó sẽ nở ra nữa. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Vẫn. Hãy like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất tải lên vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Mình sẽ dùng một cái tô nước, mình cứ thả măng vào, nó ngâm trong này, xíu nữa mình sẽ xé ra nó sẽ dễ. Bây giờ mình sẽ đi chặt gà nhé. Gà thì mình sẽ chặt những cái miếng vừa ăn. Rồi bây giờ thì măng nó cũng đã nở rồi, các bạn sẽ xé thành sợi hoặc là các bạn sẽ cắt thành những cái phần bằng khoảng 2 đốt ngón tay. Rồi các bạn nấu thì ăn nó sẽ ngon ngọt hơn. Bây giờ các bạn sẽ sơ chế sả, ớt và hành tím. Bạn thái mỏng rồi băm nhuyễn nha. Bây giờ gà thì các bạn sẽ ướp với bột nghệ, hạt nêm, nước mắm, dầu ăn, tươi. Ớt tươi khi mình nấu nó sẽ có vị cay cay theo theo nha. Sả băm, hành tím, ớt bột cay, rồi một ít tiêu, một ít đường để nó cân bằng cái vị nha mọi người, bột ngọt, dầu màu điều để tạo cái màu. Khi mình ướp gia vị cho cái gà thì nó sẽ thấm gia vị và có cái màu dầu điều, nó sẽ lên màu đẹp nha. Bây giờ các bạn sẽ trộn đều, ướp trong vòng 30 phút tới 1 tiếng để cho gà nó thấm gia vị nha. Để gà nó thấm gia vị thì mình sẽ qua mình tước măng. Các bạn nếu không muốn ăn sợi thì các bạn sẽ cắt thành những cái đốt có chiều dài 2 cái đốt ngón tay. Bây giờ mình sẽ xong rồi, mình sẽ đem đi rửa sạch. Một phần măng mình đưa ra rất là ít nhưng khi mình ngâm nước nó sẽ nở ra nhiều. Giờ gà xong rồi thì mình cũng đem đi nấu luôn nha. Bây giờ mình sẽ xào lăn qua cái gà để cho gà nó săn lại. Mình sẽ xào với hành tím thái lát. Các bạn sẽ đảo đều cho gà nó săn lại các mặt đều nhau nha. Bây giờ mình sẽ cho măng vào luôn, mình xào luôn cho nó thấm, gà nó thấm, măng nó thấm luôn gia vị luôn nha. Nó sẽ đậm đà. Sau khi gà và măng thì mình đã xào cho nó thấm sơ qua rồi, bây giờ mình sẽ cho nước vào. Bạn sẽ cho nước vào vừa với cái lượng của gia đình mình ăn, có thể ăn bún hoặc là ăn canh hoặc là ăn miếng. Rồi các bạn sẽ nêm nếm cho vừa khẩu vị nha. Cho đầu hành lá vào cho thơm. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Vẫn. Hãy like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất tải lên vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Hầm gà cho gà nó chín mềm. Và các bạn chuẩn bị sẵn hành lá để chút nữa mình ăn nha. Để gà nó đã mềm rồi nha mọi người. Nó sẽ rất là thơm cái mùi của măng. Măng rừng tươi nó sẽ có cái vị thơm thơm nha. Mình sẽ ăn, hôm nay mình sẽ ăn với bún. Thì mình sẽ dùng bún, sau đó mình chan cái nước măng gà vào, mình ăn. Sau đó mình rắc lên đầu hành lá. Khi ăn thì mình sẽ ăn cho thêm ít sa tế. Cái phần sa tế hôm trước mình có giới thiệu công thức làm rồi. Mình sẽ cho ít sa tế vào cho nó có màu đẹp và cái vị thơm hấp dẫn.
các bạn có thể ăn cùng với miếng hoặc là làm canh ăn với cơm. Miếng gà nó sẽ săn lại, nó sẽ chắc thịt nha. Nó mềm nhưng mà nó vẫn chắc nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.